dứt liền cô. Em kéo rồi rốt 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 tranh thủ. Nhưng mà cái lúc đó là đã có vẻ thích thích chưa, thích cô này chưa? Cũng chưa nữa. Nhưng mà còn em thì sao? Nói sao mà ẻo lão quá trời, mà nói chuyện cười ha, cười đưa nghe hàm răng nói hả, mà nói chuyện hắt tức. Dạ bả rồi, bả nghi là bả mà khôn lắm cô. Em cho anh xin tìm hiểu, hai đứa mình tìm hiểu nhau, nhưng mà ra điều kiện nha cô. Mình làm ở trong nghề này là đừng có công khai. Anh không muốn công khai sớm, để tìm hiểu thật chín chắn rồi mới công khai. Sao kỳ kỳ ta, quen mà không cho công khai là thấy có cái điểm gì kỳ kỳ vậy nè. Mà cũng thôi kệ, anh nói cũng có lý. Ok. Bạn bè em á, mà tiếp xúc với anh á, có ai có đồng suy nghĩ giống ai không? Cũng nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á, mà bạn em với bầu xô á còn mắc lại hỏi: ê, sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy? Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc nào thì con chính xác là anh không có bơ đơ. Bao lâu? Dạ chắc khoảng gần cưới á, khoảng 2-3 tháng sau á. Mấy tháng thì hai đứa cưới nhau? Dạ 3 tháng à. Tại vì nói chung thì hai vợ chồng quen nhau cũng trắc trở lắm. Cũng có trong 3 tháng mà trắc trở dữ lắm em. Dữ lắm, mấy năm nghỉ cưới sớm đến ào ào. Đâu em mới kể một cái sóng gió mà nó nặng nhất. Tại vì em đi hát á, fan họ yêu thích nhiều quá. Sau này em công khai 1-2 tấm hình vợ em lên Facebook á, vô cái chửi quá trời luôn. Vô chửi mà còn nhắn tin cho con nữa. Chửi á, chửi con à? Không có chửi con mà nói xấu anh này. Chuyên là chân chuyên ở cái về phần xã hội, chứ còn về phần gia đình thì ok đúng không? Gia đình thì hối thúc. Nó còn một cái lý do gì? Dạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả trường quay. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Châu Việt Trường, năm nay em 33 tuổi. Công việc em là ca sĩ tự do. Đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là Dương Thanh Trúc, em năm nay cũng 33 tuổi. Cũng là ca sĩ tự do, hát dòng nhạc Euro và cải lương. Hai vợ chồng cũng là ca sĩ đúng không? Dạ. Mà có hát chung song ca nhau hay là mạnh ai đi hát một cái dòng nhạc riêng của mình? Dạ tại vì con này hát cổ, còn ảnh hát nhạc trẻ nên không ai liên quan. Tức là hai đứa là hai cái khác nhau luôn. Dạ. Trúc là hát cải lương hả? Dạ. Rồi. Sao gặp ta? Ước gì mà nhạc trẻ xong rồi qua cải lương lắm. Nó đúng có một ta? Cái show đi. Hồi gặp nhau là hai đứa rồi phải lòng nhau, nhưng mà ông Trường là cua Trúc nè, đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng không mà dạ? Dạ đúng. Ồ hay quá vậy. Hay chưa vậy? Đâu kể đi, kể đi. Sao nè? Em với vợ em là biết nhau lâu rồi. Là mười mấy năm trước á. À, em có đi vô em hát cái chương trình lễ cưới. Xong xuôi là em gặp bà này lúc mới vô bà hát thôi. Xong xuôi cái em bẵng đi một thời gian lâu Mười mấy năm á. Coi như là mất nhau mười mấy năm. Dạ. Tại vì hồi xưa cô biết không, ổng chê con xấu. Hồi xưa là ảnh là đi hát bên tập kỹ, còn con là hồi xưa mới vô nghề là con hát bên đám cưới. Cái ảnh nói em bé này sao lúa quá, ảnh nói chuyện. Vậy đó cô hả? Cô thương mình đó nó. Dạ, tức lắm đó cô. Trường thì chê cưng lúa đúng không, nhưng mà cưng có để ý Trường dạ, không? Dạ cũng chưa có ai để ý, tại vì bên tập kỹ qua thì ít nói chuyện với tụi con. Tụi con là MC tiệc cưới thì cũng ít có nói chuyện với bên tập kỹ, tại thấy người ta chảnh chảnh là sao. Cái cũng không thèm. Không hề ưa nào hết trơn. Không ai gặp lợi thì sao nè. Đứa nào nè. Vô tình em đi hát về á, lướt Facebook gì nè, ai giống bé hồi xưa mà nó đen đen xấu xấu nè. Sao hôm nay trông lạ quá. Đẹp quá. Trổ đó. Dạ trổ ra đó. Lúa trổ đồng đó. Sao nè. Xong xuôi cái em mới lướt vô, em vô mình lận, ai quen quá. Cái đầu bên đây trả lời: bé hồi xưa ông chê số quắc nè. Vậy đó hả? Cũng còn tức xuống cơ dạ. Bất bột. Trong khoảng mười mấy năm á thì em có người yêu không? Dạ ai cũng có hết. Tại vì trai lớn rồi gái lớn lên thì ai cũng đều có. Nhưng mà cái lúc đó là dạ, đang tình là trạng như thế nào? Chia tay hết rồi. Độc thân đúng không? Độc thân dạ. Đó, rồi sao nè? Rồi cái ổng mới nói chuyện qua lại. Cái đầu ổng rủ thôi vô Messenger để nói chuyện. Lúc đó là biết trên Facebook. Anh ta mới xin cho gặp mặt. Rồi cái ngày đầu tiên gặp mặt thì sao? Cũng gần Tết em ha. Dạ. Em bữa đó em bỏ xô, vợ con cũng bỏ xô luôn. Mà lúc đó vợ của em đó đi tắt niên. Cái đầu em mới nhắn tin, em nói sao chắc chết cha, chắc cho leo cây hay lúc sao. Lúc đó con phá máy luôn cô. Ông tính là vô tiệc vui quá rồi, mà ông này xưa ghét ổng nữa. Thôi phá máy cho ổng leo cây. Cái con suy nghĩ vậy á, hứa với người ta mà người ta nhắn tin, ta nói bỏ xô tội nghiệp quá. Cái thôi mở máy ra hỏi ông có gặp tôi không. Đây trả lời liền luôn cô. Nói canh mà, đang cầm thổi canh mà nghe cái tăng mừng quá. Gặp. Gặp phải không? Dạ. Rồi xong rồi hai đứa gặp nhau quán cà phê. Đó, gặp nhau đó. Ở ngoài đó. Cái đúng không? Cái cảm giác đầu tiên khi mà gặp lại sao?
Em ngồi quán cà phê em đợi cỡ nửa tiếng á. Bước vô thì em cái hình em gặp là em cái giật mình. Em suy sụp luôn. Suy sụp sao? Xấu quá. Trong hình nhon quá mà sao ở ngoài bự quá. Tại vì con thấy ảnh ở trên hình nó rất là men rồi. Chụp hình nó thấy ảnh lớn vậy lắm. Thế con suy nghĩ chà, ông này ổng chắc ổng cao dữ lắm à. Con quất cái đôi bốt mà chắc tắc rưỡi ở trong ha. Rồi con đội thêm cái nón hip hop, rồi con mặc thêm một cái áo thun rộng nữa. Con nói vậy thì mới xứng với ảnh. Gần mấy tám. Dạ đúng rồi. Rồi sao rồi gặp trường thì sao con? Con điện con hỏi ảnh đâu. Cái ổng đứng lên ổng đưa tay ổng nói ảnh đây nè, cái con có cửa chết cha hố rồi. Nói giờ không lẽ quay xe về ta. Vô cái đầu em nói lần đầu tiên gặp bạn trai mà con nói cô xỉn. Xỉn luôn. Cái mặt đỏ ké à. Mới đi tiệc về. Mới đi tiệc về. Xỉn mà đen đầu luôn á. Đi vô. Đi vô lạng chạng vậy nè. Gặp thứ dữ rồi. Gặp thứ dữ. Nói, nhìn trên Facebook sao thấy hiền quá mà sao ngoài dữ kiểu biết. Lấy bình tĩnh lại. Gặp cái cô này chắc lần này về chắc gút luôn. Mất hồn mất xác luôn. Mất xác luôn. Ừ. Vừa vô kéo ghế đặt ịch xuống nha. Em muốn gì em muốn đi. Làm cho ly cam. Cái tay gì nè cô? Cái tay DJ luôn. Cái tay nè. DJ. Làm ly cam đi anh. Trời ơi. Nói bụng chết rồi sụp đổ rồi. Sụp đổ. Rồi quay qua. Quá bụi, đi xe bụi. Chết rồi. Hụt hẳn hoàn toàn luôn. Con tự nhiên đàn ông đúng không? Y chang đàn ông luôn. Gán đi Trường ơi, tự nhủ lòng. Gán nửa tiếng rồi, về. Về rút luôn. Chứ này không ổn rồi. Nói rồi vô ngồi nói chuyện một hồi. Hồi thấy cô ta cũng nội tâm. Với cũng tình cảm. Rồi về cho nhau cơ hội tìm hiểu vậy đó. Nhưng mà tại vì giọng nói của bạn này có đáng yêu lắm nè. Dạ. Con là thẳng tính nè, rồi vui tính nữa. Con hay làm trò lắm. Nhiều khi con hay ghẹo, con thấy vô cái anh ta cứ khép nép. Mà cô biết không, cái hình ảnh ban đầu đặt vô mắt con là chết cha rồi, không lẽ mình quen sinh viên ta. Ảnh có chút ép ha. Mà mặc cái áo sơ mi trắng mà ủi lắng con luôn. Đầu là vuốt sụ sụ xuống kiểu Hàn Quốc đó cô. Rồi ha, miệng thì cười chành mà nước da ảnh trắng bách ha. Nhìn mặt ông này chắc chừng 26, 27 chứ gì trời. 2 năm trước là vợ 31 trong ha. Vô cái mắc cỡ nữa cô. Kêu ly nước cam ha, để là uống tới gần về luôn. Còn yên nguyên ly nước cam. Cái con thấy vậy á, con giả bộ nói con hỏi toilet đâu đừng con đi. Vừa đi quay vô quay ra thì nước cam sạch mắt không còn. Trời đó mất hồn quá, uống không biết nổi sao không? Con khát nước, nói chuyện một hồi nó thao thao thiện khát nước. Cái nói chết cha, uống thì nó kỳ quá. Mới quen nữa, gặp kỳ quá. Người ta quýnh giá. Quýnh giá, đó. Vợ em vừa quay lưng đi vô. Dứt liền cô. Em kéo rồi rốt tranh thủ. Nhưng mà cái lúc đó là đã có vẻ thích chưa, thích cô này chưa? Cũng chưa nữa. Nhưng mà còn em thì sao? Nói sao mà ẻo lão quá trời, mà nói chuyện cười ha, cười đưa nghe hàm răng nói hả, mà nói chuyện hấp tấp. Dạ bả rồi. Bả nghi là bả mà khôn lắm cô. Em cho anh xin tìm hiểu, hai đứa mình tìm hiểu nhau, nhưng mà ra điều kiện nha cô. Mình làm ở trong nghề này là đừng có công khai. Anh không muốn công khai sớm để tìm hiểu thật chín chắn rồi mới công khai. Sao kỳ kỳ ta, quen mà không cho công khai là thấy có cái điểm gì kỳ kỳ vậy nè. Mà cũng thôi kệ, anh nói cũng có lý. Ok. Bạn bè em á, mà tiếp xúc với ảnh á, có ai có đồng suy nghĩ giống ai cũng nói em quen BD hết trơn. Tới ngày đám cưới luôn á, mà bạn em với bầu xô á còn mắc lại hỏi: ê, sao tao thấy mày lấy BD uổng vậy? Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc nào thì con chính xác là anh không có bơ đơ. Bao lâu? Dạ chắc khoảng gần cưới á, khoảng 2-3 tháng sau á. Mấy tháng thì hai đứa cưới nhau? Dạ 3 tháng à. Tại vì nói chung thì hai vợ chồng quen nhau cũng trắc trở dữ lắm. Cũng có trong 3 tháng mà trắc trở dữ lắm em. Dữ lắm, trắc trở lắm, mấy năm Mỹ cưới xong. Đến ào ào. Đâu em mới kể một cái sóng gió mà nó nặng nhất. Tại vì em đi hát á, fan họ yêu thích nhiều quá. Sau này em công khai 1-2 tấm hình vợ em lên Facebook á, vô cái chửi quá trời luôn. Vô chửi mà còn nhắn tin cho con nữa. Chửi con à? Không có chửi con mà nói xấu anh này. Chân chuyên là chân chuyên ở về phần xã hội. Chứ còn về phần gia đình thì ok đúng không? Gia đình thì hối thúc. Nó còn một cái lý do gì mà khiến coi như là em 3 tháng em phải cưới cô này cho bằng được không? Nó còn cái lý do gì nữa không? Dạ tại vì á, cũng đầu qua. Đầu qua dữ lắm, thấy hiền hiền vậy chứ đầu qua dữ lắm. Là em đòi cưới. Ảnh đòi cưới tại vì là giống như vậy thì em phải đầu qua thì ổng mới đòi cưới sớm chứ. Dạ không, cái này nó tréo ngoe là gì nè. Ảnh đi tỉnh, cái hai đứa cũng cãi, cũng có cãi tại mới quen mà cũng có nhiều điểm bất đồng. Cái không nói chuyện với ổng có 1 tuần à.
ổng đăng hình bạn gái. Dạ. Rồi cái bạn gái đó lại tưởng là như ổng chọn người đó rồi, cái lại nhắn tin ngược cho con. À, bạn gái cũ hả? Bạn gái mới luôn á. Trong lúc hai đứa giận nhau, cái thằng chả đi đi tìm hiểu. Cũng quơ quào á. Dạ. Chứ cái này là xây cua á cô. Kêu ổng là nói rõ, một là quen, hai là chia tay. Ổng mới nói là thôi anh chọn em. Nói chung là cũng cãi dữ lắm. Cái con không tin, cái con bỏ con về nhà con. Lại lúc đó là ảnh có kêu con lên phòng thu của ảnh á, tại ảnh cũng làm phòng thu nữa, rồi ảnh quay MV luôn, là lúc đó ảnh làm cho con luôn. Ảnh mới năn nỉ, ảnh mới nói là thôi bây giờ là cưới đi, để là không có còn những cái vấn đề mà bên ngoài nữa. Em làm chủ cuộc sống của anh rồi thì không còn ai phá được nữa. Kiểu là cũng châm chế cô, châm trước cho mình á, nói là người ta phá không à. Nhưng mà điều tra ra là người yêu. Cái con đâu có chịu cưới cô, gây lộn mấy lần đuổi con ra khỏi nhà luôn. Tưởng kèo kèo dưới mà hóa ra là kèo trên đó hả? Dạ. Xong vì lý do đó mà phải cưới đúng không? Dạ. Nặc đòi là bắt là cưới. Dạ, với lại khi mà về nhà thì thấy ba mẹ chồng á với anh em chồng ai cũng hiền hết á. Hiền dữ lắm, nên là con thôi cũng cưới luôn. Với mẹ bên con á, nó thôi cũng lớn rồi. Mày cứ đi lông bông mày đi đâu có 2 3 tháng mày quải ba lô cái mày về. Đi lông bông tôi sợ mình cũng dễ tính vậy. Trước cái tháng thứ 3 đó là test luôn. Như vậy là chứ không phải là đợi tới đêm tân hôn mới test đúng không? Không, đúng không? Test trước chứ. Test trước chứ. Test trước. Tại vì cô biết sao không? Lúc đó cũng gần cặn Tết vậy nè. Cái mít bài xong xuôi cái này. Ờ để hỏi bà coi hát đâu, rủ lên chơi. Cái mặt nguyên bộ áo dài đi lên đó nó được à. Cái nó em đi hát về mệt thì vô rửa mặt rửa mày đi rồi vô phòng anh nằm đi, nghe lời cô đi te vô phòng luôn, nằm còn khô vậy đó. Em ở ngoài em nói ngon à, ngon tắt máy liền, khách điện tới thu thôi anh hết thu rồi anh đi làm. Rồi đi làm rồi. Sao xin cô xin quá trời luôn, đầu vô cái cũng nằm kế bên vậy đó. Cái ôm cái lúc đó mặt mày này ghê lắm, tôn trọng đi nghe, tôi về đó. Tôn trọng tôi nha. Ông lần nữa tôi về đó, tôi thấy ông Hiền tôi cũng vô đây. Ông đừng làm trò đó. Tôi về đó, tin không? Tôi cứng luôn. Kỳ ta. Tự nhiên vô gieo giấc mơ vậy đi đóng tiêu. Xin hoài luôn không bỏ cuộc. Em thương anh đi, thương con đi. Mà cái mặt thương của cô, cái mặt lắm luôn. Cái mặt tội lắm mà cứ em thương anh đi. Thương ông rồi ai thương tôi. Thảm thương lắm. Rồi tới lần thứ bao nhiêu thì con mới đồng ý? Cỡ 2 tháng sau. Cái sáng nghĩ là mình là phụ nữ, mình là bạn gái, mình ra mình làm việc nhà, mình giặt đồ rồi cho ổng. Vô đứng chống nạnh như đàn bà vậy cơ. Ai cho? Giỏi quá vậy. Ai cho vô đây ngồi này kia. Con hết hồn vía con bay ra ngoài. Mà bà chống nạnh như đàn bà vậy. Bà hết chống nạnh rồi. Bà chống nạnh. Cái con nói tưởng sao ba vô ngồi giặt thính bơ cô. Nói nè, mấy cái việc này là phải để cho anh. Mà thiệt cô, từ hồi lúc đó tới bây giờ là quần áo nhà cửa là ảnh không. Dạ. Dạ, cái từ đó tới sau mới thấy thương. Bây giờ tụi em cưới được bao lâu rồi? Dạ, gần 2 năm. Gần 2 năm đúng không? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ thôi, bây giờ đến cái phần quan trọng lắm. Phần này là phải chuẩn bị tâm lý nha. Bây giờ em nói trước đi. Đó, người đàn ông này có tật xấu gì không? Chồng em thì ảnh là ảnh hiền dữ lắm, mà có cái tật xấu mà kinh điển mà không thể nào mà chấp nhận được, đó là giận lên cái la như đàn bà. La bài Hải phải không? Dạ, la bài Hải à cô, mà không nói cô ha. Giận hồi sáng ha là ổng nhai hoài, tới chiều ngày nào ổng cảm thấy ổng đã cái nư ổng thôi. Nói hoài hả? Nói hoài luôn anh. Em nhiều khi em giận lắm, nói em đang nhai cái gì. Cái ổng nói thì tôi tức quá bà cho tôi nói đi. Nó đã là tôi nghĩ. Mà hai vợ chồng là chưa bao giờ giận nhau quá 2 ngày. Hầu như là sáng giận là ảnh nói đã nư là tự vô năn nỉ. Là chiều là về thôi. Với lại ảnh kỹ tính đó cô. Kỹ tính cực kỳ luôn. Nhiều khi á con đi làm về mệt á, đồ đạc con để mà chưa kịp dẹp là ổng la từ trên lầu mà giọng dưới dội vậy đó. Trời ơi, thương quá. Nhưng mà giờ cái phần giặt đồ là mặc dù có máy giặt rồi, nhưng mà là có máy giặt nhưng mà đồ đi diễn là giặt tay. Đồ đi diễn là giặt hết. Dạ, đồ đi diễn với đồ con là phải giặt tay hết, là từ hồi quen cho tới bây giờ, hiện tại bây giờ luôn là giặt đồ, ủi đồ đi diễn của em luôn. Rồi lau nhà, lau cửa, nói chung tất cả công việc nhà là ảnh làm hết. Nấu nướng ai nấu? Nấu nướng thì mẹ chồng. Rồi em ở nhà em làm cái gì? Em giữ con. Đừng có nói ví dụ đi chợ, ổng cũng đi luôn nha. Dạ, ảnh đi luôn. Ủa đi luôn hả? Lúc, lúc đầu thì hai chồng cùng đi, đèo nhau đi. Cái tới chừng khi mà mang bầu, cái em ngán, cái em làm biếng, cái dao cho ảnh đi luôn tới giờ. Rồi đi có trả giá đúng không? Trả giá hơn em luôn. Trả giá mà mấy bà đó, mấy bà bán rau bên đây. Ê,
mày có phước lắm mày mới lấy được chồng này nha. Tao sợ nó rồi đó. Đúng quá hả? Thôi, dạ, chương trình này mà phát lên nữa là mấy chị bán rau bán cá chắc khoái em lắm á nghe. Không mà ai cũng thương em hết trơn anh Thuận. Mấy cô, mấy chú, mấy bác đồ à bán rau rồi đó, giảm mừng lắm. Nói sợ là ghẹo thôi, dạ, chứ thật sự kêu ông hỏi ông có vợ chưa, gã gái. Dạ. Khi em trả giá cái vợ em ngồi sau ngại á, quèo quèo nè, cái nó không có gì hết á. Để anh. Nó tính chi li luôn á cô, ngồi tính mà con nhức đầu luôn á. Tính lại anh, tính lại. Nãy giờ thí dụ như đó, bự ngàn, em thấy không? Cái lợi chỗ thịt heo 5.000, 15.000. Cái chỗ kia gạo được 5.000 đến 20.000, được ly trà sữa. Lời được ly trà sữa. Nhưng mà người ta rất thương con. Tức là người ta gặp là người ta cười, gặp người ta cười vậy. Cái lỗ tai với cái miệng này á, là hay nghe ngóng ở bên ngoài dữ lắm nè. Tức là khi mà anh không ưa ai á, anh không ưa ai trong trong nghề mà có áp lực hay là gây lộn với ai, họ không ưa ai về có tâm sự với con. Vậy là con là chịu trận. Sao? Giống như anh giận ở ngoài là anh giữ cái mối quan hệ á, anh muốn như cái không khí nó hòa nhã đó, là không bao giờ mà cãi với người ta đâu. Dễ bắt đầu nhai, nhai cho con nghe, nhai từ sáng tới tối. Mà nhiều khi mà tức quá, cô biết không, 3 giờ phi rồi không cho con ngủ. Nhai hoài cái con năn nỉ anh ơi thôi cho em ngủ đi. Gắn xíu nữa đi em, gắn xíu nữa anh hết tức. Em nhai nhai xong đi rồi mới đã cái cơn nữa hả? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó Trường. Cô dạ. ấy có tật xấu gì không? Dạ em thì nói chung cũng không có nhiều anh. Chỉ có gì này giống như đồ đi hát về diễn cái bỏ đầu nằm cái cầu thang cái cái kẹp đồ đó để tùm lum bây giờ cái chống nạnh thôi xô diễn khác. Ủa bữa đó không dẹp tôi đâu, không để đâu, để đâu. Cái đó nó cái gì cũng một mình tôi làm, mình tôi làm sao nhớ nổi. Nó hay càm ràm. Cái nhiều khi em cũng đi hát về phía đi tỉnh rồi đó, cái vừa mở tới nhà cái đi bước xuống cầu thang đưa cho em cái gì, cô đưa cho con gì cô biết không, cái cài rồi xong xuôi mất kiến chùi đàng hoàng. Vô làm nhiệm vụ thiêng liêng đi, thao đồ từng nay chưa giặt rồi. Cái kêu vô anh rồi anh giặt giùm em đi, đồ trắng không à em giặt không nổi. Giặt giùm em đi, cái ngồi cũng thương cũng ngồi giặt nửa phía giặt hoài vậy đó. Tại chồng cưng ghét con hư với bộ em lúc có phước. Anh không cho con làm cái con lúc quen. Con chưa có gia đình cũng vậy luôn, ở nhà là làm cho mẹ đồ hết luôn, giặt đồ hết nhà luôn. Mặc dầu có mới giặt nhưng mà thích được chăm sóc gia đình tại vì đi suốt á cô. Anh là chỉ có cái đàn bà thôi chứ thật sự là anh không có gì xấu hết. Ở nghe nè, đừng nói là cũng có đi nhậu nhẹt khoái bia bọt rồi nha. Dạ không, con em hả? Em là từ ngày gặp ảnh là biết ảnh không nhậu, ảnh không biết em nhậu. Không nghe cái mùi là đâu. Em bỏ luôn. Tại vì tối ngày hẹn nhau là ảnh cứ rủ đi trà sữa không. Trường, có mong muốn vợ thay đổi gì không? Mong muốn vợ gọn gàng lại xíu, với bớt càm ràm em lại. Tại vì nhiều khi em làm phi á, đi hát về phi cái ngồi máy tính phải mít bài nữa, dựng MV cho người ta nữa. Cái càm ràm việc nhà việc này kia cái bực lên cái đầu có chuyện. Nhưng mà gây lộn đứa nào thắng? Con lúc nào mình đang thắng, lúc nào cũng thắng hết. Chào là con ngồi suốt, tức là cứ cự cự ngồi nghe kệ nói gì nói, ngồi bấm máy tính hoài, làm hoài làm hoài làm hoài. Nó sao nãy giờ tôi nói ông nghe vậy không? Nó nghe. Dạ biết rồi. Đó, dạ biết rồi. Dạ. Mà nó nói vậy hoài hồi cũng làm biến cãi ha, làm biến gây nữa. Dạ. Chồng con là lâu lâu nhiều khi bộc phát dữ lắm, dồn vừa công việc vừa ở ngoài đời đồ á, dồn dữ lắm mới bộc phát thôi. Dạ. Chứ thường thì là ít lắm, nhưng mà tự anh bộc phát là cũng tự ảnh năn nỉ à. Rồi con sao không mong muốn Trường thay đổi gì? Con mong muốn là giống như chồng con á, cũng bớt càm ràm. Nói chung hai chồng cũng hợp tánh là hay càm ràm. Chứ những lúc mà hai chồng cãi lộn mà giống như vợ có lỡ lời cái gì đó thì chồng cũng gán kìm nén, với chồng chồng con thì có cái tật hay la mà hay nói nhiều cái câu để cho con buồn á, nói nặng á, nói nặng á, rồi nói nặng xong rồi tự động xin lỗi, biết sai biết là anh tức quá anh nói, nhưng mà thật sự những cái đó làm cho con bị tổn thương. Không, nhưng mà bây giờ nó phải là từ hai phía. Ví dụ như bây giờ con biết chồng con nhiều áp lực, thì con phải chia sẻ cái áp lực đó, đừng tạo thêm áp lực nữa. Ví dụ vậy thì là từ từ con sẽ thay đổi được cái cọc tính của chồng con đó. Thời gian sau này thì con cũng thay đổi nhiều, giống như con cũng hiểu ảnh áp lực vậy đó. Tại hồi trước mới, tại quen nhau ít do quá rồi lấy luôn nên con không hiểu. Bây giờ thì con cũng đỡ. Vậy là hiểu rồi đúng không? Biết sao nhiều khi nhà Trường, nhiều khi á mình kiểu như mình là cái người mà cầu toàn và chu đáo quá, thành ra mình cứ quán xuyến mọi thứ, mình thấy cái gì mà giống như là không phải tay mình làm mình không có yên tâm, thì cái đó làm cũng một phần là tự mình làm cho mình khổ. Đó cô cũng vậy đó, nhiều khi cô cứ hay bị đa đoan quá đó,
rồi cái tự mình mệt, tự mình khổ thôi. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là mình không làm thì chắc là cái công việc đó nó sẽ không chạy hoặc là như nào. Nhưng mà thực ra mình cứ né ra thì mọi thứ nó vẫn chạy. Có điều nó sẽ không chạy bằng mình thôi. Nhưng mà sẽ một lần, hai lần, ba lần riết rồi sẽ phải quen. Kiểu gì nó cũng sẽ đạt được. Thì nói chung là cô giờ cũng đang học cái cách mà tạo bỏ bớt áp lực cho mình, cho bản thân mình đi. Ừ, nó là vậy đó. Ừ. Rồi, hai vợ chồng này quá đáng yêu rồi. Và phải nói là chúc mừng em khi mà em gặp một người đàn ông mà rất là tâm lý. Và cái thứ hai nữa, biết chia sẻ rất nhiều công việc nhà với người phụ nữ mình như vậy là rất là quý. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn cô, cảm ơn